Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, S sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của Trịnh Duy Đồng và Tào Nhâm Lỗi. Thứ nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 1 2011 tại Chu Huy Cup 2011. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Trong trận này, Trịnh Duy Đồng cầm quân đỏ đi tiên và Tào Nhâm Lỗi cầm quân đen đi hậu. Ở giữa Trịnh Duy Đồng và Tào Nhâm Lỗi luôn là những trận cờ rất gây cấn và hấp dẫn, trong khi Trịnh Duy Đồng thì muốn tấn công đè bẹp Tào Nhâm Lỗi. Phía ngược lại, Tào Nhâm Lỗi cũng sẵn sàng dùng những yêu ma trận của mình để cột trói và xô đổ Trịnh Duy Đồng như đã từng làm với Vương Thiên Nhất. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 将军。 将军。将军。 将军。将军。将军。将军。 吃。将军。将军。将军。将军。
Tới đây, hình trận kém pháo chủ lực lại vỡ hết sĩ tượng nên tàu nhâm lội biết rằng không thể chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai cũng của Huy Đồng và tàu nhâm lội. Trận đấu này được diễn ra vào ngày 3 tháng 10 năm 2011 tại Cúp Quốc tế Shinji. Trịnh Duy Đồng lại tiếp tục đi tiên và tàu nhâm lỗi cầm quân đen đi hậu.吃 吃 吃
吃。 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 将军。
Tới đây, nếu xe đen có bình 5 để cản mã, thì xe đỏ cũng sẽ ăn mã. Nếu xe đen ăn mã thì xe đỏ thối một nước về bắt chết Pháo. Kém hai quân chủ lực, Tàu Nham Lỗi phải buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.